Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 7, sách cánh diều. Chương 4, phần hình học bài 3. Chương 4, bài 3, hai đường thẳng song song. Trước hết là chúng ta vào phần khởi động. Hình 33, minh họa góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí ở sân bay. Đây là góc quan sát của người phi công. Đây là góc quan sát của người hoa tiêu. Các em hiểu vui, người hoa tiêu là người lơ máy bay. Được chưa? Rồi chúng ta hiểu vui như vậy thôi. Người hoa tiêu là người hướng dẫn máy bay vào vị trí ở sân bay. Theo em dự đoán thì hai cái góc này nó có bằng nhau hay không? Có bằng nhau không? À, theo em dự đoán là hai góc đó bằng nhau. Các em nhớ này, đường thẳng này song song với đường thẳng này. Đường thẳng thứ ba nó cắt hai đường thẳng song song. Trong các góc được tạo ra thì có một cặp góc bằng nhau như thế này. Được chưa? Thì cặp góc này gọi là cặp góc so le trong. Hai góc so le trong. Các em thấy nó nằm so le so với cái đường thẳng này. Rồi trước khi vào nội dung chính của bài học thì thầy giáo sẽ hướng dẫn các em có cách nhìn một cách tổng quát về kiến thức của bài này. Rồi trước hết là các em sẽ làm quen với hai góc so le trong. Thế nào là hai góc so le trong? Trước hết là chúng ta có hai đường thẳng. Hai đường thẳng không nhất thiết là phải song song với nhau. Song song là trường hợp đặc biệt rồi. Đường thẳng thứ ba nó cắt hai đường thẳng. Trong các góc được tạo ra thì có hai góc như thế này. Hai góc nó ở vị trí như thế này, gọi là hai góc so le trong. Đặc điểm để các em nhận ra hai góc so le trong là hai góc này nó nằm khác phía so với đường thẳng thứ ba. Đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, góc thứ nhất nằm dưới đường thẳng thứ nhất, nhưng góc thứ hai lại nằm trên đường thẳng thứ hai. Được chưa? Góc thứ nhất này nằm dưới, nhưng góc thứ hai nó lại nằm trên. Như vậy khi tìm cặp góc so le trong thì đối với đường thẳng thứ nhất chúng ta chỉ tìm góc nằm phía dưới thôi. Được chưa? Góc này nó so le với góc nào? À, đối với đường thẳng thứ hai thì chúng ta lại tìm góc ở phía trên. Và nhớ hai góc này nó phải nằm về hai phía so với cái đường thẳng thứ ba này. Tiếp theo là các em làm quen với hai góc đồng vị. Đầu tiên chúng ta cũng có hai đường thẳng như thế này. Đường thẳng thứ ba cắt hai đường thẳng này. Trong các góc được tạo ra thì chúng ta có hai góc ở vị trí như thế này, gọi là hai góc đồng vị. Đặc điểm để các em nhận ra hai góc đồng vị. Đặc điểm thứ nhất là hai góc nó nằm cùng một phía so với đường thẳng thứ ba. Đặc điểm thứ hai là góc 1
nằm trên đường thẳng 1, góc 2 cũng nằm trên đường thẳng 2. Được chưa? Góc 1 nằm trên đường thẳng 1, góc 2 nằm trên đường thẳng 2. Như vậy, để tìm ra hai góc đồng vị, thì chúng ta có thể xét góc ở trên hoặc góc ở dưới. Nhưng lưu ý, hai góc nó phải cùng nằm trên hoặc cùng nằm phía dưới. Cùng nằm phía trên như trường hợp này. Và hai góc nó phải nằm cùng một phía so với cái đường thẳng thứ ba này. Được chưa? Hoặc là cùng nằm dưới này. Hai góc cùng nằm dưới này. Và nằm cùng phía so với đường thẳng thứ ba này. Thì ở đây chúng ta cũng có cặp góc đồng vị này. Rồi nếu các em đã hiểu rồi thì chúng ta vào nội dung chính của bài hôm nay. Một la mã, hai góc đồng vị, hai góc so le trong. Thì chúng ta vừa mới nhận biết xong. Phần hoạt động 1, đọc kỹ các nội dung sau. Các em quan sát hình 34, đường thẳng C, cắt hai đường thẳng A và B lần lượt tại hai điểm A và điểm B. Câu A. Khi quan sát vị trí của góc A1 và góc B1 thì ta thấy góc A1 và góc B1 nằm cùng về một phía so với cái đường thẳng C này. Điều kiện thứ nhất là A1 và B1 nó nằm cùng phía so với đường thẳng C này. Điều kiện thứ hai là A1 nằm trên đường thẳng A, B1 cũng nằm trên đường thẳng B. Thì ta nói A1 và B1 là hai góc đồng vị. Được chưa? A1 và B1 là hai góc đồng vị. Rồi tương tự, chúng ta cũng có hai góc đồng vị khác. Đó chính là góc này và góc này. Hai góc này nó nằm cùng một phía so với đường thẳng C. Cụ thể là cùng về phía bên trái. Góc thứ nhất nằm trên đường thẳng A. Góc thứ hai cũng nằm trên đường thẳng B. Được chưa? Vậy ta có hai góc đồng vị. Trường hợp hai góc so le trong, các em quan sát hình 35. Ta có góc A3 và góc B1. Hai góc này nó nằm hai phía. Nó nằm ở hai phía so với đường thẳng C. Góc A3 nằm dưới đường thẳng A. Nhưng góc B1 nó lại nằm trên đường thẳng B. Thì ta nói A3 và B1 là hai góc so le trong. Được chưa? Các em nhớ nhé. A3 nằm dưới này. B1 nằm trên này. Nó không giống như là hai góc đồng vị. Đồng vị thì hai góc đều nằm trên tất hoặc là hai góc đều nằm dưới tất. Đồng vị thì hai góc nằm cùng về một phía so với đường thẳng thứ ba. Còn so le trong thì hai góc nằm về hai phía. Nằm ở hai phía so với đường thẳng thứ ba. Ở đây A3 và B1 gọi là hai góc so le trong. Tương tự chúng ta có góc này và góc này cũng là hai góc so le trong. Hai góc này nằm về hai phía của đường thẳng C. Góc thứ nhất nằm dưới, góc thứ hai thì nó nằm trên. Được chưa? Rồi tương tự trong hình 36,
Thì trước hết là các em tìm cho thầy giáo các cặp góc đồng vị, các cặp góc so le trong. Ở đây các em hình dung hình 36 này, đường thẳng C này, nó cắt hai đường thẳng A và B, tạo ra các góc. Rồi trước hết này, rồi trước hết là chúng ta tìm các cặp góc đồng vị trước này, B1 và C1 có đúng là đồng vị không? B1, C1 này, nó đều nằm trên này, mỗi đường thẳng này, và nó nằm cùng phía của đường thẳng C này. Vậy ta có A1, B1 là cặp góc đồng vị. Tương tự A2, B2 là cặp góc đồng vị, đều nằm phía dưới mỗi đường thẳng, nằm cùng phía so với đường thẳng C. A2, B2 đồng vị. A3, B3 đồng vị, đều nằm phía dưới mỗi đường thẳng và nằm cùng phía so với đường thẳng C. A4, B4 cũng là đồng vị, được chưa? Tiếp theo là các em tìm cặp góc so le trong. Các em nhớ cặp góc so le trong thì đối với đường thẳng thứ nhất, các em chỉ cần tìm góc ở dưới thôi, ví dụ như là A3. Còn đối với đường thẳng thứ hai thì các em chỉ cần tìm góc ở trên thôi, được chưa? B1, A3, B1, nó nằm về hai phía của đường thẳng C. Vậy A3, B1 là cặp góc so le trong. Rồi tương tự, A2, B4 cũng là cặp góc so le trong. Tiếp theo là các em sang ví dụ 1, nêu những cặp góc đồng vị và những cặp góc so le trong ở hình 37. Trước hết là trong hình 37, các em tìm các cặp góc đồng vị. Các cặp góc đồng vị thì các em chỉ tìm những góc nó nằm cùng một phía của đường thẳng T, được chưa? Có thể là cùng về phía bên phải, hoặc là có thể cùng nằm về phía bên trái. Ta xét bên phải trước này. Bên phải trước thì là M1 và N1 đồng vị với nhau, được chưa? Nó đều nằm trên mỗi đường thẳng. Tiếp theo là M2 và N2 đồng vị với nhau. Hai góc này đều nằm dưới mỗi đường thẳng, được chưa? Tiếp theo là các em xét về phía bên trái của đường thẳng T. Thì ta có cặp góc đồng vị là M3, N3. Nó đều nằm phía dưới mỗi đường thẳng. M4, N4 là cặp góc đồng vị, bởi vì nó đều nằm phía trên mỗi đường thẳng. Rồi các cặp góc đồng vị trong hình 37 là M1, N1, M2, N2, M3, N3, M4 và N4. Còn các cặp góc so le trong, ta có M2, N4. M3, N1. Được chưa? Phần hoạt động 2, quan sát các hình 38A, 38B, 38C và đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau. Chúng ta có thể đoán được ở hình 38A, đường thẳng C nó cắt hai đường thẳng A và B và tạo ra cặp góc đồng vị đều bằng 60 độ này. Thì
Chúng ta có thể đoán là hai đường thẳng A và B song song với nhau. Hình C. Hình C thì ta thấy đường thẳng P nó cắt hai đường thẳng M và N và tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau. Thì chúng ta có thể đoán là đường thẳng M song song với đường thẳng N. Được chưa? Còn hình 38B thì nó không tạo ra cặp góc so le trong hay đồng vị nào bằng nhau cả. Vậy D không song song với E. Ta thừa nhận những dấu hiệu sau để nhận biết hai đường thẳng song song. Tức là các em thừa nhận cái điều này để chúng ta sử dụng và nhận biết thế nào là hai đường thẳng song song. Có dấu hiệu gì thì chúng ta khẳng định đó là hai đường thẳng song song. Thứ nhất này, nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B, trong các góc tạo thành thì có một cặp góc đồng vị như thế này. Có một cặp góc đồng vị nhưng nhớ là phải bằng nhau. Thì ta nói là A song song với B. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng dấu hiệu thứ hai. Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B, trong các góc tạo thành thì có một cặp góc so le trong bằng nhau, như cái hình này. Cặp góc so le trong bằng nhau thì ta nói là A song song với B. Được chưa? Nói tóm lại là để kiểm tra xem hai đường thẳng nó có song song với nhau hay không thì các em sẽ xét xem là đường thẳng thứ ba nó cắt hai đường thẳng đó, nó có tạo ra cặp góc đồng vị bằng nhau như hình A hay không, hoặc là nó có tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau như hình C hay không. Được chưa? Nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện như ở hình A hoặc là hình C thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Ví dụ 2, quan sát hình 39A, 39B, giải thích tại sao đường thẳng M song song với đường thẳng N, đường thẳng X song song với đường thẳng Y. Rồi trước hết là hình A, ta thấy đường thẳng P nó cắt hai đường thẳng M và N. Trong các góc được tạo ra thì có một cặp góc đó là H1 và K1. Đây là cặp góc đồng vị bằng nhau. Vậy M song song với N. Được chưa? Hình 39B, ta thấy đường thẳng Z cắt hai đường thẳng X và Y. Trong các góc được tạo ra thì có cặp góc A1 và B1. Đây là cặp góc so le trong. Và cụ thể là cặp góc so le trong bằng nhau. Vậy ta suy ra là X song song với Y. Được chưa? Các em hình dung được chưa? Rồi như vậy là cái đường thẳng thứ 3 nó cắt hai đường thẳng. Nếu nó tạo ra một cặp góc đồng vị bằng nhau như hình A, hoặc là nó tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau như hình B, thì ta nói là hai đường thẳng ban đầu nó song song với nhau. Rồi tiếp theo là các em sang phần hoạt động 3. A. Thực hành vẽ đường thẳng B. Vẽ đường thẳng B đi qua điểm M và song song với đường thẳng A. Và điểm M này nó nằm ngoài đường thẳng A nha, nó không thuộc đường thẳng A. Thì cách vẽ sách giáo khoa đã hướng dẫn rất là chi tiết. Bước 1 là các em vẽ đường thẳng A này và điểm M không thuộc đường thẳng A, tức là nó nằm ngoài đường thẳng A.
Bước 2 là các em đặt ê kia sao cho cạnh ngắn của góc vuông nó nằm trên đường thẳng e. Cạnh huyền của góc vuông nó đi qua điểm M. Được chưa? Cạnh ngắn thì nằm trên đường thẳng e, còn cạnh huyền thì nó đi qua điểm M. Bây giờ các em vẽ theo cạnh huyền một phần của đường thẳng C, nó đi qua điểm M. Thì đường thẳng C này nó cắt đường thẳng E tại một điểm. Các em đặt tên cho điểm này là điểm N. Được chưa? Bước 3 là các em sẽ xê dịch E kia, tức là di chuyển E kia. Dịch chuyển E kia sao cho cạnh huyền của E kia nó vẫn nằm trên cái đường thẳng C này. Hay nói cách khác là các em trượt E kia trên cái đường thẳng C này sao cho cạnh huyền nó vẫn nằm trên đường thẳng C. Các em di chuyển cho đến khi cạnh ngắn của E kia nó đi qua điểm M thì các em dừng lại. Cạnh ngắn của E kia nó đi qua điểm M thì các em dừng lại. Bây giờ các em vẽ theo cạnh ngắn của góc vuông một phần đường thẳng B đi qua điểm M. Rồi sau đó là các em sẽ vẽ hoàn thiện đường thẳng B. Thì lúc này chúng ta có đường thẳng B song song với đường thẳng E. Rồi cụ thể chúng ta sẽ cùng thực hành nha. Trước hết là các em vẽ một đường thẳng E. Các em vẽ cho thầy giáo một đường thẳng E. Tiếp theo là các em lấy một điểm M không thuộc đường thẳng E, tức là điểm M nó không nằm trên đường thẳng E. Tiếp theo là các em sẽ dùng E kia. Các em nhớ đây là cạnh ngắn của E kia này, cạnh dài E kia này, cạnh còn lại là cạnh huyền của E kia. Thì các em đặt E kia sao cho cạnh ngắn của E kia nó nằm trên đường thẳng E. Cạnh ngắn nằm trên đường thẳng E và cạnh huyền nó đi qua điểm M. Cạnh huyền này đi qua điểm M. Bây giờ các em sẽ vẽ theo cạnh huyền một đường thẳng. Các em đặt tên cho đường thẳng này là đường thẳng C. Vẽ theo cạnh huyền một đường thẳng, đặt tên cho đường thẳng này là đường thẳng C. Rồi bây giờ các em sẽ kéo dài đường thẳng C ra cho nó cắt cái đường thẳng E tại một điểm, ta đặt tên cho điểm này là điểm N. Rồi tiếp theo là các em đặt vị trí của E kia lại như cũ. Cạnh ngắn E kia trùng với đường thẳng E, cạnh huyền E kia nó nằm trên đường thẳng C. Rồi bây giờ các em sẽ dịch E kia theo, dịch E kia sao cho cạnh huyền của E kia nó luôn nằm trên đường thẳng C. Khi các em dịch đến vị trí mà cạnh ngắn E kia nó đi qua điểm M như thế này, cạnh ngắn E kia nó đi qua điểm M như thế này, chúng ta dừng lại, chúng ta vẽ một phần đường thẳng B. Các em vẽ một phần đường thẳng đây nha, sau đó chúng ta hoàn thiện sau. Rồi bây giờ chúng ta hoàn thiện cái đường thẳng này. Em nối sao cho nó đi qua điểm M một chút. Và nó bằng đầu với đường thẳng A cho nó đẹp. Đấy, kéo qua M này cho nó bằng đầu với đường thẳng A cho nó đẹp. Đặt tên đường thẳng này là đường thẳng B. Thì chúng ta đã vẽ được đường thẳng B nó đi qua điểm M và song song với đường thẳng A. Ta có A song song với B. Được chưa?
B là các em giải thích vì sao đường thẳng B song song với đường thẳng A. À, ta nhận thấy này. Ở bước 2 thì đây chính là góc của E kia. Được chưa? Góc thứ nhất của E kia. Khi các em xê dịch E kia sao cho cạnh huyền nó vẫn nằm trên đường thẳng C này thì chúng ta được góc mới. Hai góc này nó bằng nhau này. Hay nói cách khác là hai góc này nó bằng nhau này. Hai góc này nó là một, đúng không? Đều là một góc của E kia. Từ đó ta suy ra hai góc đồng vị bằng nhau. Tức là cái đường thẳng C này nó cắt hai đường thẳng A và B, tạo ra hai góc đồng vị bằng nhau. Thì ta nói là A song song với B. Từ hoạt động 3 ta thấy qua một điểm M ở ngoài đường thẳng A luôn có một đường thẳng B song song với đường thẳng A. Được chưa? Qua điểm M ở ngoài đường thẳng A thì ta luôn kẻ được một đường thẳng B song song với đường thẳng A. Và duy nhất chỉ kẻ được một đường thẳng thôi nha. Rồi, chúng ta giải thích là vì sao A song song với B. Khi ta dịch chuyển E kia, cạnh huyền của E kia vẫn nằm trên đường thẳng C. Điều đó chứng tỏ đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau. Suy ra A song song với B. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.